Anh em nha, nay mình đang ở Hậu Giang anh em. Đến nhà của anh Vũ, anh có giao lưu với anh em một cái cây bay. Cây này anh em muốn chơi trực cũng được, muốn chơi bay cũng được anh em. Này này nó đóng cái bộ tàn cũng tương đối lớn nha anh em. Với thứ hai là nó đang cái bộ đế cũng hơi bị đẹp chút xíu. Anh Vũ cho anh em biết là vị trí chính xác mình đây đâu anh Vũ? Vị trí của mình ở đây là ở đâu anh Vũ? Ở đây, địa chỉ ở đây hả? Dạ. Địa chỉ ở đây là cầu Móng, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Rồi, này mình giao lưu với anh em mấy cây anh Vũ? Ở đây mình giao lưu anh em là hai cây tàn, một cây côn. Rồi, ok. Đầu tiên mình vô quay cho anh em tham khảo gốc đầu tiên, gốc số 1 anh em. Cây này bay phải không anh? Cây này nguyên thủy là cây bay, tại mình cầm lên nó nguyên thủy là cây bay. Đây quay cho anh em toàn bộ cái bộ tàn nha, tàn này khủng nha anh em, tàn lớn nha. Cây bay mà mình chơi cái bộ tàn này thì nó rất là lớn. Nói chung thì thường thường những cây bay thì tàn nó nhỏ, cây bay này quá là lớn rồi nè. Cây này tình hình bông nó sao anh? Bông này là 5 cánh viên anh, 5 cánh bông chùm. 5 cánh bông chùm. Đây là cái mới lặt lá ngày hôm qua là xếp đây nè. Là cây này mình đem về hồi nào anh? Mới đem về ngày hôm qua. Mới đem về hôm qua anh? Ngày hôm qua. Rồi quay cho anh em tham khảo từ từ mấy cái cốt cành bên trong của gốc rồi nha. Cái này đóng bộ đế đẹp nha anh em. Xa cho anh em tham khảo nha. Nguyên thủy nó là nằm sát đất anh, cây bay á anh. Cây này chiều cao nó khoảng nằm khoảng nhiêu vậy anh Vũ? Chiều cao nó chắc khoảng tầm 5 mét, bởi vì mình mới vừa đo xong á. 5 mét ha. Dạ. Đây quay cho anh em lại mấy cốt cành này rất là lớn nha anh em. Hồi đó giờ em đi thì cũng quay rất là nhiều cây bay, nhưng mà nói về cái bộ tàn nó lớn vậy thì em cũng mới thấy lần đầu tiên. Nói chung thì nhiều anh em mà đi nhiều nơi thì không biết sao, nhưng mà riêng bản thân em thì cũng đi ít nên không có biết nhiều cây. Nhưng anh em nào thấy đúng hay sai thì anh em có thể cho mình một lời bình luận phía dưới. Cái chiều ga này nó khoảng nhiêu anh Vũ? Chiều ga bộ tàn anh Vũ? Phân ra chắc không tầm hơn 3 mét anh ơi. Hơn 3 mét ha. Cốt cành tương đối lớn, lực lưỡng nha nè. Từ dưới lên nè. Cây này chắc người nào nhỏ nhỏ khoảng 60kg leo lên bình thường anh? Bình thường thôi. Cái này anh vô đo thử em mấy cốt cành nó coi nó khoảng nhiêu anh Vũ? Cốt cành 1, cốt cành 2 trên nó khoảng nhiêu anh? À, chỉ gần 9 lít thôi. Dạ. Rồi đây là 32. 32 nha anh em. Rồi cốt cành phía số 2 phía trên anh. Thử lên mình đo luôn nha. Dạ. Thử lên trên đây luôn. Cao. Rồi cao cho nó luôn đi. Rồi trên đây là 30. 30. Này bao cho anh em leo trèo thoải mái. Thoải mái luôn. Khá là lớn, một tàn khá là lớn anh em. Chị Đắc ơi. Ui. Leo lên cho anh em rồi tham khảo coi cái cây này coi nó sao anh. Leo luôn đó. Ai mua cây mai bán khuyến mãi thơm khỉ già leo cây luôn. Khá là cao anh em, nói chung là chi cành lực lắm anh em. Rồi anh vô anh cho anh em biết là cái đường kính của cái bộ đế này khoảng nhiêu anh? Đường kính của bộ đế này hả? Dạ. Đế trồng nha anh em. Ngang của bầu cái gì? Dạ, của bầu nó khoảng nhiêu anh? Bầu đó là 115 đi. 115. Rồi. 115. Anh để cho em quay hết cho anh em tham khảo bộ đế nha. Đế dưới còn nữa không anh? Còn anh ơi, vô cái tay mình nó khai thác á. Cây này đế hơi bị vip anh. Đế lực à. Đây nè, dòng nha. Phía dưới còn đế nữa không anh? Đây đây còn rất là nhiều đây, như mấy này nè, nơm xuống không nè, nhưng mà mình không có khai thác bởi vì cây tàn lại tàn lớn. Rồi, quay một vòng cho anh em nha. Bên đây còn nữa không anh? Đây còn đế không? Hai cái đế chịu xuống đây. Hai cái đế chịu ha. Cái này thì theo riêng bản thân mình thì mình nghĩ nó chơi cây bay nó hay hơn nha anh em. Để cho nó bay hay hơn. Đây nó bộ đế này nó rất là đều và đẹp nè, để trồng đế nè, đế khá lớn nha nè. Tại vì không gian nó hơi hẹp á. Dạ. Không có xô xuống được. Đây là bao cho anh em leo trèo thoải mái. Rồi anh vô đo để thử cái hoành chỉnh nó khoảng nhiêu anh? Rồi đo ngay vị trí này là 78 ha bà con ha. Rồi mình đo cao hơn nữa anh. Rồi mình đo đâu đại cao lên nữa đi anh. Cao lên trên đây. Rồi.
cao lên khoảng 5 tấc đi. Đó, 5 tấc rồi đó anh em. Cho anh em thoải mái hoành là bao anh em đo lại? 5 tấc là 56 rồi. 56. Rồi mình đo cái thấp thân nó coi khoảng bao nhiêu anh? Từ dưới đó lên chi cành một có đó khoảng nhiêu anh? Rồi, 1m4 nha anh em. Rồi 140. Rồi, đầu anh đo cho em thử nguyên cái củ đặt nó coi nó khoảng bao nhiêu anh Vũ. Ở đây là nhiêu anh? Đây, củ đó mình để dưới đó 122. 122, ở đây là vị trí là gần cầu cầu móng nha anh em. Móng anh em nào có gần có nhà ý thì chú xem thực tế, cây nhìn ngồi lần dưới. Cái này thì anh em nào mà thiện chí mà thích cái dạng mà cây bay á thì anh em có thể xuống Hậu Giang ngay cầu móng để mà anh em tham khảo chi tiết hơn về gốc mai này. Và mình nghĩ thì anh em đến nơi anh em nhìn thực tế thì khu đế này nó rất là dữ nha anh em, so với mà anh em nhìn qua cái màn hình điện thoại. Và mình thì nói chung cũng có cái duyên đến đây mình dòm thấy trực tiếp bên ngoài, là đó ý kiến của mình nói cho anh em tham khảo thôi. Như ví dụ anh em nào mà thiện chí mà thích muốn giao lưu gốc mai này là mình giao lưu giá khoảng nhiêu anh Vũ? Cái này nếu mà anh em có nhảy giao lưu thì mình giao với giá là 320 triệu anh. Đúng rồi. Có hỗ trợ ship cho anh em gì không anh? Rồi bao ship anh em 200 km. Bao ship cho anh em là 200 km ha. Trường hợp xa hơn mà muốn giao lưu thì mình thương lượng phí ship chút đỉnh. Rồi ok, mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo nha. Anh em mã số 2. Cái này chiều ra nó khoảng nhiêu vậy anh Vũ? Chiều bay của cây này là nó khoảng 4m thôi. 4m, còn cái mặt bông nó mình thấy chưa anh? Bông thì mình chưa thấy, bị cây mình mua nhà vườn về. Nhưng mà dạ, nhà vườn thì họ cũng có quan tâm tới chuyện đó đấy. Để tương đối đẹp cho nè. Quay cho anh em một vòng của u đế nha. Đây một vòng. Cây này mình đem về đây lâu chưa anh Vũ? Cái này giờ được 4 ngày rồi Phương ơi. 4 ngày anh? 4 ngày. Cái củ dưới nở quá nha anh em. Chọn. Cái chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Đo, đo thử cái chiều cao lên chỗ cành đầu nó khoảng nhiêu anh? Chắc cỡ 2m. 2m anh? Ừ, khoảng 2m. Để quay cho anh em tham khảo chi tiết. Dưới còn đế gì nữa không anh Vũ? Này còn vì nó cũ mà. Đây nè, đây nè, đế nó đâm xuống nè, đế sổ xuống nè. Dạ. Đây quay cho anh em lại vòng nha. Để anh em tham khảo. Cái này cũ nó nở. Đế cũng khá là lớn nha nè. Cái này anh vô anh đo anh thử tham khảo thử chi tiết cái hoành nó khoảng nhiêu anh. Ừ, đo thử hoành thân ha. Dạ. Đây. 54. 54. Rồi, mình đo cao lên chút xíu anh. Cao chút xíu ha. Rồi 47. 47. Rồi mình đo hết cái củ đế đi anh. Như anh Vũ? Này 220 đi. 220, rồi quay cho anh em lại một vòng của cái đường bay nó ra nha anh em. Thí dụ anh em nào mà thiện chí mà thích muốn giao lưu với anh Vũ gốc mai này là giá nhiêu anh Vũ? Cái mai số 2 này thì mình giao lưu lại anh em là giá 25 triệu, bao ship 200 km ha. 25 triệu nha anh em, bao ship cho anh em 200 km. Quá rẻ để cho bà con sở hữu một cây bay dài 4m. Dạ. Rồi, kế bên có một gốc mai tàn tiếp theo anh em, một thân một cốt đi lên nha anh em. Cây này có bộ đế cũng rất là đẹp. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Vũ? Chiều cao này khoảng 4m rưỡi. Mình rồi. Rồi. Quay cho anh em tham khảo chi tiết cái bộ tàn này. Ngang nó cũng là 4m rưỡi. Ngang 4m rưỡi anh. Kéo tàn ra thì nó khả năng là nó khoảng 6m. Cái này mình đem về đây lâu chưa anh Vũ? Mình về được 1 tuần rồi Phương, mới xuống lá. 1 tuần nha, mới xuống lá. Đây nè, quay gần cận cận cho anh em tham khảo chi cành phía bên trong nó. Mặt bông này là mình thấy chuẩn chưa anh? Mặt bông này thì mình nhìn cái lá rất là to, người chủ nhà nói là báo là 7 cánh. 7 cánh anh? 10 cánh, màu vàng sẫm. Dạ. Rồi phía dưới nha anh em, phía dưới là cái ưu đế đó nha. Đây quay một vòng. Ở dưới nó còn đế nữa không anh Vũ? Còn nhiều lắm, vì bữa mình đào lên mình xô cây qua để cám dưới rất là nhiều. Dạ, đây đế nha nè. Ừ. Có con cây bự. Cái này anh Vũ vô đo em thấy cái hoành coi nó khoảng nhiêu vô. 55. 55 rồi, thoát thân nó khoảng nhiêu anh? Thoát thân khoảng 50. 50. 50. Rồi. Anh đo cho em hết nguyên cái dòng của đế nó khoảng nhiêu anh? Đường bầu của con này thì 90.
90. Anh Vũ, thí dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn thích, muốn giao lưu trực tiếp anh gốc này là sao anh Vũ? Giá nhiêu anh Vũ? Cái này nếu mà anh em nào có thiện chí muốn giao lưu thì mình để giá hội nghị thôi, 30 triệu. 30 triệu. Xếp 200 km. Còn dù anh em nào mà thích giao lưu hai gốc này luôn là mình có bớt cho anh em không anh? Nếu mà giao lưu luôn hai cây thì mình có thể thương lượng. Rồi anh Vũ nhắc cho anh em lại chỉ lý chính xác mình hiện tại ở đâu, ở đây ở đâu anh? Ở đây là cầu Móng, Hòa An, Phương Bình, Phùng Hiệp, Hậu Giang. Rồi ok. Rồi bây giờ ví dụ anh em nào thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha. Và xin tạm thời kết thúc video tại đây nha. Nói chung thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình và người thân. Chào tạm biệt tất cả anh em.